Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bánh sour cream như thế nào và những cái bí quyết làm sao cho nó thơm mà nó ngon. Người ta ăn một lần người ta sẽ nhớ mãi. Nào chúng ta cùng làm nhé. Mình chuẩn bị làm vỏ bánh. Mình cần 250g bột, 4 cái trứng, 236ml nước hoặc là sữa, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng rưỡi muỗng canh đường và 100g bơ. Nào bắt đầu chúng ta bỏ vô trong cái nồi sữa và bơ giống như thế này, và muối, đường, tất cả hỗn hợp. Rồi mình bắt lên cái nồi, mình mở lửa cao cho nó sôi lên nha. Đây, nó sôi như thế này, nó nóng cho nó tan bơ ra đó. Đây, nó tan rồi đây. Rồi bắt đầu mình bỏ bột vô, mình khuấy nó. Mình khuấy sơ như thế này rồi mình lấy nó ra khỏi cái lò nha. Rồi bắt đầu mình đem ra ngoài mình khuấy. Mình khuấy như thế này. Rồi bắt đầu mình bỏ lại lò. Mình phải làm, mình nấu cho nó chín á. Mình nhớ là mình phải quậy cho nó đều nha, đừng có mở lửa lớn, mình mở lửa vừa thôi. Đây, bắt đầu bột nó chín, nó dồn một cục như thế này, nó không có dính cái nồi nữa đó, là được đó. Đây, nó dính như thế này, rồi mình tán nó ra. Rồi bắt đầu mình bỏ vô một cái tô, mình để cho nó nguội cỡ 30 giây nha. Dính như thế này. Bắt đầu mình đập 4 cái trứng. Rồi mình khuấy nó. Có thể là mình xài tới 5 cái trứng lận, tùy theo cái bột của các bạn là mới hay là cũ nữa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao biết được là cái bột của mình nó tới nha. Đây, mình bỏ từng mỗi lần mình bỏ một tí xíu thôi, đừng có bỏ nhiều. Rồi mình quậy cái bột. Mình làm bằng tay á, để các bạn có thể làm theo mình nó dễ dàng, nếu mà các bạn nào mà không có cái máy đó, hoặc là các bạn có cái máy đánh bằng tay thì cứ xài không sao hết. Mỗi lần mình bỏ vô thì nó hay đóng cục như thế này, mình quậy tập hồi cái nó đem nó nhuyễn ra thôi. Rồi mình bỏ tiếp tục. Nó sắp xong rồi đó, mình cứ bỏ tiếp tục như thế này nha. Đó, mình kéo lên mà nó tự động nó rớt như thế này là được rồi đó. Mình để qua một bên. Còn một tí xíu trứng lại, mình bỏ tí xíu nước cỡ một muỗng cà phê nước thôi. Tí nữa mình bỏ lên cái bánh, mình phết lên cái bánh á. Rồi bắt đầu mình dùng một cái giấy nướng bánh. Rồi nếu các bạn nào mà không có quen làm á thì mình cứ vẽ trước. Đó, mình vẽ tròn, dài. Mình muốn cái bánh lớn thì mình vẽ cho nó lớn, còn bánh nhỏ thì mình vẽ cho nó nhỏ. Rồi mình dùng cái thước mình gạch nó. Muốn cho cái bánh nó dài thì mình gạch nó dài hơn, còn ngắn thì mình gạch ngắn, tùy theo các bạn ha.
Nhưng mà trước khi mình làm á, mình bỏ tí xíu bột ở dưới như thế này để cái bánh nó không có bị chảy đó, khi mình làm nó không có chảy lên chảy xuống vậy đó. Đó. Rồi bắt đầu mình khi mà mình làm cái bánh tròn á, mình không có cần phải dùng cái gì ta, cái bắp bông kem á, mình không cần, mình chỉ cắt cái bịch ra thôi, giống như thế này. Mình làm quen rồi thì mình không có cần phải vẽ như thế này đâu, nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn á, các bạn nào chưa làm qua thì rất là khó làm, không có chỉnh được á, nên làm theo giống như vậy thì dễ cho mình á. Đừng có lo cái ở trên nó nhọn nha. Tí nữa mình dùng sữa đó, mình sửa nó lại không sao, mình dùng sữa với trứng nãy mình làm còn dư đó, mình sửa nó lại. Rồi đây là cái cách mình làm cho nó dài ha. Thì mình dùng cái bắp bông kem loại này đó cho nó đẹp cái bánh thôi. Còn nếu không thì mình dùng cái tròn cũng được, không sao hết, mình không cần nó cũng không sao. Nhớ mình bóp tới nơi là mình thả liền nha, chứ đừng có bóp tiếp nữa. Như thế này đây. Đó, mình dùng trứng với sữa nãy mình làm đó. Rồi đó, mình dùng cái tay mình đè cái nhọn ở trên xuống. Rồi mình dùng cái quét nè, mình quét còn bao nhiêu mình quét lên trên để khi mình nướng á, ra cái bánh nó vàng hơn nữa. Rồi mình bỏ vô 168C, mình nướng 30 phút là xong rồi đó nè. Tiếp theo là mình làm kem của bánh. Mình cần 355ml sữa, 100g đường, 2 muỗng canh bột bắp và 1 trái cam, 4 cái lòng trứng đỏ. Rồi bắt đầu mình làm nha. Trước tiên là mình bỏ 4 cái lòng trứng đỏ trong cái thau trước ha, giống như thế này, rồi mình tán nó ra. Mình bỏ đường vô. Mình cũng quậy nó giống như thế này. Rồi mình bỏ bọc bắp. Sau đó mình bỏ sữa vô. Rồi bắt đầu mình gọt, mình lấy cái vỏ cam thôi. Đừng có gọt cái miếng trắng ở trong ha, mình lấy cái vỏ ngoài á, vỏ mỏng ở ngoài á. Màu cam á. Còn mình lấy ở trong thì nó sẽ bị đắng lắm. Mình làm hết như thế này. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Mình bỏ nó lên. Và nhớ khuấy cho nó thật đều nha. Nó rất là mau chín, nên nhớ là khuấy đều tay. Rồi nó hơi đặc rồi đây. Nó sắp tới rồi đó.
như thế này. Rồi chín rồi là được rồi đây. Mình lấy xuống. Rồi mình đổ ra một cái tô giống như thế này. Để cho nó nguội, nó mau nguội á. Các bạn có thể làm trước một ngày cũng được, không sao hết nha. Rồi mình lấy cái miếng giấy nhà bếp, mình bao nó lại, mà mình bao sát cho luôn. Đừng có để cho nó hở lên trên, tại vì nó sẽ bị nước. Mình có thể bỏ tủ lạnh, để cho nó thật là nguội luôn. Tiếp theo mình đánh kem, mình cần 118ml kem sữa đặc á, và một muỗng cà phê đường thôi. Rồi bắt đầu mình đánh cho nó bông lên. Đây, mình đánh cho nó bông lên như thế này. Xong rồi đây. Rồi mình để qua một bên. Mình chuẩn bị bắt đầu mình trộn hai thứ lại. Trước khi mình trộn, mình bỏ rượu vô. Cái rượu này nó rất là thơm, ăn rất là thơm. Đây là cái bí quyết đó. Nếu các bạn không thích bỏ vô hoặc là tìm không có thì không cần phải bỏ vô. Nếu không bỏ vô thì đừng, không cần phải bỏ cả vỏ cam luôn nha. Mình bỏ vanilla là được rồi. Nhưng mà không làm đúng, không đúng như thế này á, thì nó sẽ không ngon đâu, mà nó sẽ không thơm. Đây là bí quyết không có ai dạy cho các bạn ở trên YouTube đâu. Rồi bắt đầu mình bỏ kem vô, hai loại mình trộn nó lại như thế này. Xong mình cũng ráp lại, rồi mình bỏ vô tủ lạnh cho nó lạnh nha. Tất cả đã nguội rồi, vỏ bánh đã nguội rồi đây. Nhìn đẹp quá đúng không? Phải nhớ là để vỏ bánh thật là nguội mình mới làm được nha. Rồi mình dùng một cái ống mà bắt kem á, nó dài, để mình dễ mình bỏ vô cái bánh mình bóp kem ra đó. Mình chuẩn bị như thế này ha. Rồi bắt đầu mình bỏ kem nó vô. Đây là cách mình bơm kem vô. Nhớ là mình nhớ quay cái bánh cho nó đều á, để kem nó đi vòng cái bánh hết. Đó, giống như thế này. Mình làm một cái tròn nữa cho các bạn để ý nha. Đó, mình nhớ mình xoay như thế này đây. Rồi cái dài mình cũng làm như vậy, nhưng mà tại vì nó dài nên mình làm hai bên á, hai cái đầu của nó. Mình làm thêm một cái nữa cho các bạn để ý ha. Giống như thế này. Vì lúc nó trào ra thì mình cứ lấy cái muỗng hay gì mình quẹt như thế này đây. Các bạn làm xong á, để tủ lạnh một tí xíu nó lạnh á, rất là ngon, ăn rất là ngon. Đây tất cả mình đã làm xong rồi đây, mình cắt ra cho các bạn xem nhé. Nó rất là đẹp mà rất là ngon, ăn thơm lắm.
Đây là bí quyết của mình á, mình hướng dẫn cho các bạn. Mình hy vọng các bạn làm xong cho mình biết nếu có ý kiến gì hoặc là hỏi gì thì nhớ nhắn tin ở dưới cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn video kỳ tới. Xin chào các bạn nhé. Bye bye.